Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ review cho mọi người hai số bằng đồ dùng học tập của lớp 4 nha mọi người. Đây. Đây là cái đồ để xoay. Đây là cái đồ để cài lại như nào. Đây là cái đồ để bóc họ. Cái này có thể kéo được. Đây là cây đè lên cái thanh màu xanh xanh này rồi nó lại lấy
xin lỗi nha mọi người và mấy bạn, lấy thêm hai trái cây dài hai lỗ và mấy bạn gắn vô một phần một lỗ của cái cò súng này để mấy bạn vặn ốc lại, mấy bạn đang bóp rồi. Sau đó mấy bạn lấy cái hai cái dài dài như thế này mà có một lỗ chính giữa rồi mấy bạn gắn vào hai bên như thế này, gắn vào hai bên mà nó có bốn mắt.